này là Campuchia ấy, anh biết mà, anh giờ anh biết hiểu rồi, anh hiểu. Ờ bây giờ đâu xin hãy ra trong căn ở đường phố, rồi bây giờ đây cầm bực xe của cậu bị mất, đây đây cầm xe của mất ở không người thực sự không đánh ai hết, hiểu mình nói mình bắt người là mình không đánh ai hết, hiểu. Ờ xe bị mất tìm là được vậy thôi, xe mất ở đây. Ờ xin bắt ơi, không nói hết, ờ không nói cầm bậy. Ờ rồi bây giờ anh em rồi xin hãy ra đây cùng căn ở múa ở phường Lê Thiêu, ở phường Lê Thiêu bà con. Đây là xe đã mắc là tìm được, báo thì hãy là phải tìm lại thôi. Nè xe bữa hôm mới mắc mấy thằng nào đâu bị hại đâu, 147 mắc mấy chiếc. Ờ mắc không à? Không không chạy xe mà kiếm được chiếc một trời được rồi. Không để điện là bởi, không điện. Bây giờ em gọi cho người ta được không? Thôi đi đi chờ, đi chờ đi thôi. Nè. Bây giờ anh em cày bên xe rồi, anh em về đã xuống hai cày bên xe. Gì? Bây giờ okay. Em gọi được cho người ta. Ờ. Thì em có tội. Nếu em không gọi được cho người ta, được không? Ừ. Em không gọi được người ta là em có tội. Được chưa? Anh cho ta được không ạ? Được chưa? Vâng. Ra công an là vi phạm em. Ra công an là em vi phạm. Bây giờ anh đưa em công an luôn. Anh có tội hay công an luôn. Đây là đội thi thể đã tìm được xe. Không, bây giờ này sao xe không tiếp tại đây tao bán 10 triệu mấy lại anh không? Em qua đây, anh không nói là tiền tao bán cái xe. Nhưng mà anh cho nói là em tiêu thụ tài sản trong các mặt cầu mà có. Không, cái tài sản cái xe này của tao là 3-4 triệu em bán 10 triệu. Nhá. Không, thế là mình đi vào không được rồi. Tao bán là cấp xe 2 chiếc. Thôi bây giờ thôi. Còn bây giờ nói chung là game này nói chung mình không biết sao. Thì nói chung này mình thấy là chắc cũng ấy rồi, hiểu không? Nói chung thì thôi bây giờ em hợp tác với bên công an, hiểu không? Để cả điều tra, cả bắt hai chiếc xe lặng, hiểu không? Cả bắt hai chiếc xe với anh à. Rồi. Đó, cả bắt hai chiếc xe, còn chiếc nữa. Ừ. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi. Nè em mắc xe gì, em mắc xe gì, em mắc xe gì? Hôm nay em muốn thứ nhất là em muốn tìm lại xe. Ừ. Nếu mà anh có thể, nếu mà anh chứng tỏ là anh không có ăn cắp xe của em đi. Bây giờ anh, chứng tỏ bằng cách nào em tìm lại xe? Nhưng mà xe này của em hay xe của ai? Xe này là xe của anh em. Còn xe của em là một chiếc xe xe tơ. Bị mất luôn không? Em bị giải cứu nhà trọ không? Là của một người chồng. Bây giờ chứng minh sao? Dạ đây có em có. Ý là chứng minh sao để anh vô tội? Bây giờ nếu mà anh có thể anh liên hệ. Bây giờ chứng minh nhà chỗ mà anh mua xe. Bây giờ chứng minh nhà em sẽ liên hệ được cái người mà em mua chính đáng đó. Được, xin hãy đây công văn đường phố. Anh hỗ trợ cho em. Coi em có tội gì đâu. Đừng gọi. Bây giờ ông này mất máy là được cái gì? Thôi không có phải xe. Phải gọi anh ra đây đâu à. Thôi đừng đi, thôi đừng đi, bởi không được, không được. Ở dưới các lái đâu có lên đây. Cái đâu? Quận 2 hả? Dạ. Cái lái kìa. Rồi rồi. Anh không làm gì được. Nhưng mà cơ bản anh có thể hỗ trợ em gặp cái người mà lấy cái xe của em mà đem bán cho anh không? Đội phía này đang công tác cho đường phố, đang cần ta hay nói là đội phía này quậy làm ô nhiễm đường phố, nhưng mà tại vì người ta bu đông. Ta đây thấy đội phía Hải lúc nào người ta bu đông hết. Đây là lấy hai đường phố. Anh biết em là người mua xe bán lại thôi, hiểu không? Em là người mua xe bán lại chứ không anh em không có gì hết á. Em là người cũng là người hại, hiểu không? Anh nói là quyền, anh nói là anh phải văn minh về rồi. Em là mua xe bán lại thôi, có bán lại không có bán gì hết, không có phạm gì, hiểu không? Với xe này với xe đó. Đúng rồi, em chỉ cần đúng chưa? Mà cái đường này.
đối xử với mấy ông đúng không? Đúng không mấy ông? Ờ đúng không? Hôm nay cái mẹ em không có đánh ta đúng không? Mày bà ơi. Không có này, anh em này nó mua lầm thôi, anh biết mà. Anh biết không được cái ấy, coi người ta. Tao mua lầm thôi. Ông ấy mình phải nói cho quyền phân mua đồng quyền. Nói người ta hiểu không? Anh mua anh làm lợi thôi chứ không ấy hiểu không? Ờ, từ thôi, để cho công an giải quyết, công an điều tra ra hiểu không? Ờ đúng. Đúng tội nghiệp mình biết mà, tôi biết mà, tôi không có làm. Ờ tôi không ép mày hết, anh này anh cũng mua lại thôi. Em mua xe lâu chưa? Ờ một lần. Đúng không? Ờ. Em mua là đúng chính giá là giá mấy triệu? 6 triệu. Em đang chào bán giá là xe là mấy triệu? 10 triệu 500 là có bớt không? 10 triệu lượng này có bớt không? Hay là 10 triệu 500? Bớt 500 à? Và 10 triệu là 4 triệu à? Nhưng mà trước khi em mua xe này là em đã trả tiền ở đây 6 triệu chưa? Đó đội điện thoại đang bị phá ngoài đường phố rồi, người ta nói là bị phá, phá làng quá sớm, nhưng mà phá làng phá cho đúng, nhưng phá đúng lực là bắt người đúng tội chứ không có ấy, không có mấy, không có cầm bậy, là bắt xe đúng xe có bị trộm rồi bắt được. Đây người ta đang theo dõi đầu xuyên hải đang đi lên đường phố. Ờ. Ai cầm cái máy mình đi, cầm máy mình anh ấy đi. Không có anh biết em mà em mua ở đâu đúng không? Người ta đóng nhưng mà em này em mất sai. Em mất xe là đúng chưa? Hồi bắt được xe khu trời
ở phường Bình Hòa nè, con bắt ở phường Bình Hòa, bắt ở phường Ái Hiêu. Đi học lớn lắm, thành phố Hồ Chí Minh rồi. Nhiều cái hiểu cái câu like câu view nó lên nó bán ba cái cơm rồi bán ba cái sợi viên bán sạch điện, nói chung là nó quậy phá, nó là Duyên Hải đi phá làng nó sớm, thì thực chất là giúp dân, giúp bị người người dân đang trình đạo Duyên Hải đi bắt cướp bắt trộm, giúp dân, giúp gì tình người, giúp miễn phí, không có vụ lệ, nói bà con có vậy đó, thì nói mọi người biết là đạo Duyên Hải là đi đâu là người dân yêu mến đó. Có mấy cái hút nó bán bà cái mí ghim rồi kia nó cắt ghép rồi nó chữ đồ Duyên Hải ha, rồi tôi biết rồi chào tôi quay rồi chào đó rồi chơi đồ Duyên Hải là giúp dân giúp tiện người ha, chơi là chơi tới bến giúp dân là dù đổ máu cũng chơi luôn, dù người dân dù đẹp tiểu hại đổ máu cũng chơi giúp dân giúp còn được, lấy được tài sản cho người dân thôi. Lấy tài sản cho người dân thôi chứ không có mãi gì đó. Đó thì mọi người biết hiểu không? Đây là chơi tới cùng. Nhiều cái phút giả nó lấy hình ảnh này của Hải là nó lên nó câu view câu vai lại nó bán ba cái miếng ghim, ba cái bầu viên này kia. Nên mọi người cũng thông cảm ha. Có gì là gặp trực tiếp người Duyên Hải không? Đó có gặp trực tiếp người Duyên Hải lên bây giờ thì hãy đang bị phá ở đây, đang quậy phá ở địa bàn phường Lái Thiêu, nhưng mà giúp dân chứ không phải là giúp người ta lấy đồ xe. Chưa biết mình là sao mà em quên xe còn không biết nữa, biết mình là sao mà em quên xe còn không biết nữa,
xe làm vui rồi nhưng mà thì với giữ được người nữa thì để công an điều tra thôi ha. À, thì con bác cũng hiểu không, đây là đâu chỉ hay là giúp dân giúp đời giúp người tự đấu tranh được tiền, nói chung là có nhiều cái Facebook bán hàng ới quá, bán hàng ới quá thì lấy cái trộn cắt ghép trộn của hiệp trợ Xuyên Hải đi lên cầu view cầu like để bán ba cái miếng diêm cơm ổi cốc rồi kia, nói chung là mọi viên xe đạp nên mọi người cũng phải biết và hiểu thôi. Đây là Xuyên Hải là lúc nào cũng bắt cúp trên đường phố, bao nhiêu là múa máy trên đường phố đó, mà đó. Bây giờ cứu người bắt được cái xe là vui rồi. Giờ đi qua quà làm vụ nữa. Rồi cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn.